Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. VinFast Clara chuẩn bị tăng giá cả hai phiên bản, giá cao nhất là 50 triệu đồng. Mẫu xe máy điện của VinFast chuẩn bị tăng giá 5 triệu đồng đối với mỗi phiên bản từ ngày 1 tháng 3 tới đây. Theo lộ trình, VinFast sẽ tăng giá cả hai phiên bản xe máy điện Clara từ ngày 1 tháng 3. Cụ thể, giá bán mới là 50 triệu đồng đối với bản pin lithium ion và 30 triệu đồng đối với bản acquy axit chì đã bao gồm thuế VAT. So với giá hiện thời, giá tăng lần lượt là 5 triệu đồng đối với từng phiên bản. Giá bán này áp dụng trong 2 tháng từ ngày 1 tháng 3 tới ngày 1 tháng 5. Trước khi VinFast ngừng áp dụng chính sách 3.0, giá bán sẽ trở về mức 57 triệu đồng đối với bản pin lithium ion và 34 triệu đồng đối với bản acquy axit chì. Xe máy điện VinFast Clara hiện nay không còn tình trạng cháy hàng như hồi đầu mới ra mắt. Clara là mẫu xe tay ga điện tầm trung. Xe có hai phiên bản gồm acquy axit chì và pin lithium ion, công suất lần lượt là 800W và 1200W. Xe có khả năng di chuyển khoảng 80 km sau một lần sạc đầy, vận tốc tối đa là 50 km một giờ. Xe trang bị hệ thống đèn LED hoàn toàn ở phía trước và sau, màn hình điện tử kích thước 4,5 inch hiển thị khá nhiều thông tin chi tiết. Clara cho phép truy cập 3G, GPS kết nối với smartphone để điều khiển nhiều tính năng, đồng thời giám sát xe từ xa. Chìa khóa cho xe gồm có chìa cơ và nút bấm điều khiển không dây, vành xe 14 inch kết hợp cả phanh đĩa trước và sau. Có 6 màu sắc để lựa chọn gồm có đen, trắng, xám mờ, đỏ, xanh và vàng cát. Yên xe có loại màu đen hoặc là màu nâu. Hiện nay xe máy điện VinFast Clara có thể đặt mua tại trong tất cả các hệ thống Vincom của Vingroup ở mỗi tỉnh thành. Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh minh họa sắc nét và đẹp mắt. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài để kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui vẻ, hạnh phúc và thành công.